Rồi ok, hôm nay mình coi chiến khu siêu và chung cụm siêu và mới chứ mấy em ơi. Rồi. Vẫn là chương trình đi vặt lông gà 320 triệu được chiến. Bên này bao nhiêu? 290 à, thôi vặt là 290 này, 320 với 290. Ok, hai tay to với nhau. Hai bên đều G4 hết. Ok. Ok. Sao có sự xuất hiện của con này ở đây? Ok. Sao có sự xuất hiện của con này ở đây? Từ 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 từ. Hay, cái này hay nè, bây giờ tôi phiên dịch tôi đố viewer nè. Chuyên mục Phi Han đố viewer. 50 ông kênh chat đang xem. Vì sao nó xài G4? Tôi cho với ông 1 phút để với ông suy nghĩ. Cho mấy ông 1 phút để mấy ông suy nghĩ. Sao kênh chat nó xài G4 đó mấy anh em. Tại vì con Flash si Flash này á, tại vì con Flash này á nó không có khả năng hồi máu. Nó không có khả năng tự tạo, ngồi ra mất cái con King R. Cái này là đang mình đang coi cụm cụm siêu mới nha. Tại vì con King UR á, đây để tắt nhạc tới để giải thích cho mấy em này. Tại vì á là khi mà con King UR nó bị out ra khỏi meta rồi thì không còn con nào gia tăng cái lượng hộ thể nữa, không có con nào boost cái hộ thể nữa. Thì con Flash si Flash này nó sẽ rất mỏng, và khi mà lấy con G4 này thì con G4 này nó sẽ hồi máu cho đồng minh cùng hàng, khi mà cây sát thương á thì nó sẽ hồi cái lượng hộ thể này cho con Flash si Flash khi mà đang ở trong trạng thái trong khi nó tăng hộ thể đặc hóa nó thay cho con King. Mà cái việc mà thay con G4 này nó ngồi ra nó thêm một cái nữa, con G4 này nó cũng có giải chó nữa, nhưng mà giải chó này con heo phai nó cũng hơi thừa. Bên này bỏ con heo phai ra, bên này bỏ con heo phai ra để chơi thêm con Gwin. Đúng rồi, bên này bỏ con heo phai ra để chơi thêm con Gwin, còn bên này là bỏ con Gwin ra để thêm con heo phai. Đấy, một bên thêm tóc, một bên là một bên thêm tóc, một bên thêm mấy bên này, một bên thêm sát thương. Trời ơi má ơi, nhìn máu kìa. Ôi. Mấy nội ơi. Mấy nội nhìn máu kìa. Từ 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 nó phao lại nhìn máu kìa. Ôi mày phải 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 cô lại cô lại cô lại cô lại cô lại không không mày cô lại cô lại mấy em đi sai 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 ở đâu rồi, sai ở đâu rồi, sai ở đâu rồi, cô lại cô lại cô lại 15 chấm máu mà con Flash nó chọc một chọc mất hết luôn. Cô lại mấy em, cô lại với em ơi, cô lại không không ổn rồi, cô lại với em ơi, phải cô lại nha, thông cảm giùm tôi nha, cô lại với mấy này 15 chấm máu nó chập một cái bay sạch luôn mấy em à, vừa để vô chị nè, từ cô lại nha, cô lại như mấy em. Mười lăm chấm máu mà làm một lượt đi luôn. Có đủ 3 tầng rồi mà, nó chập đủ 3 tầng rồi mà nè, tầng thứ hai rồi nè, đây tầng thứ hai luôn nè, tầng thứ hai luôn rồi nè, tầng thứ hai luôn rồi kìa. Bên đây bỏ heal fire ra luôn rồi, bên đây chập nè, siêu kỹ luôn nè, 3 tầng luôn rồi nè. Này có máu nha, đây nè, máu này đó, 15 chấm nè, đây 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 đây. Con Flash si Flash full 15 chấm nha mấy ông coi nè, con Flash si Flash full 15 chấm nha, cái này là 240 triệu sát thương nè, con Flash 15 chấm nha mấy ông coi nè. Triệu chưa bị dính thiêu đốt nha, chưa chưa này con này chưa bị dính thiêu đốt anh. Trời ơi má, cái đam này nổ đam của con năm đầu kìa. Nổ bao nhiêu vậy? 3
nó nổ 550 triệu, trời ơi nổ trắng cây luôn. Ơi má ơi, ác ôn thiệt. Rồi năm đầu nổ cái trắng hết, trắng sạch máu luôn mấy anh em ơi, nó nổ sạch máu luôn kìa. Trời ơi chịu rồi, má nó ảo quá. Rồi. Không, hồi nãy con phải đánh nó không trên người, nó không dính, nó không dính. Nó không dính cái siêu đốt, quan trọng nó không dính á. Mà nổ đâm to cái gì, này không biết một là năm đầu hay là một là nổ đam của năm đầu, tại vì phải đó nổ đam thì tích tầng sụp đổ lên coi lại, nếu như mà nó mất sụp đổ thì đam của năm đầu, còn nếu như mà nó không mất sụp đổ thì đam của hiệu khai buộc trong hai hai nguồn nổ sát thương nữa mấy anh em chịu mấy anh em. Nhưng mà mấy này đôi lôi năm đầu vô cũng hay chứ, đâu là lộn lôi con G4 vô cũng hay chứ, không có tướng nào ao meta, quan trọng bạn muốn vận hành meta hay không thôi. Rồi tới đây là hết đam rồi, tới đây thì gần như là bên bên nào thả đâm xuyên đẹp thì bên ăn thôi, bên nào chọc trước bên ăn, bên kia tới hai bút tóc rồi, bên đây lợi thế là bên đây chơi hai bút tóc thì bên đây được sẽ kéo đồ hình đi trước mấy này. Wow, mấy ông coi cái màn hình cái mặt tôi nè, mấy ông coi cái mặt tôi nó sáng được cái chi kích của con Flash Flash luôn nè. Ở bên kia hết năng lượng rồi mà chưa đâu, bên kia còn chín lận, bên kia còn chín năng lượng còn lâu. Chưa, để chúng nữa coi thử server cũ ai chơi điên bóng không, để chúng nữa coi thử server cũ ai chơi điên bóng không. Server mới tụi nó chưa chơi thì không có tướng đó. Con điên bóng ở bên server này là con điên bóng nó nằm trong sự kiện được Tết vừa rồi. Ôi mày kinh có siêu kỹ cái con kinh con flash có siêu kỹ cái con kinh cúc luôn à. Lại con flash có siêu kỹ cái con kinh nó cúc luôn à, vãi đạn thiệt chứ. Mà phải suy nghĩ về cuộc đời lại rồi. Má giờ nhiều sự lựa chọn quá ta. Bên kia chết 4 rồi, chết 3, bên đây cùng mới chết 2. Không chơi gì đâu, nó chơi là hoa lá cành thôi chứ gì đâu, bạn chơi hoa lá cành thôi. Chỉ thiếp một cái là nó không có âm thanh thôi, tôi mà lồng âm thanh vô là được, lồng thêm âm thanh, lấy âm thanh của con Flash Flash ấy rồi cộng lồng vô cũng được. Tầm này mà bỏ ghi win ra chơi à, đúng rồi. Ê coi thử chờ chút nữa về server cụm cũ nó có chơi con điên bóng không. giống như ngày xưa tôi hay làm cái chuyên mục á, ngày xưa lúc mà ai ai coi tôi theo dõi từ xưa á, tôi cứ làm cái chuyên mục mà lồng tiếng của quân tướng 1 tiếng đồng hồ á, tiếng siêu lâu phai cực chiêu 1 tiếng đồng hồ á, tổng tổng tìm mấy nó tổng tổng tìm mấy nó, tôi làm 1 tiếng đồng hồ luôn, tụi nó vô tụi nó ngồi cài hình chung bố thức mấy ông à. Vậy video ngàn mấy người xem luôn mấy ông, mày tụi nó lấy video cho tụi nó ngồi mở nghe để dễ nghe cho dễ ngủ á. Mấy gu có nhiều thằng gu nó biến thái lắm mấy ông à. Nó năm đầu rồi làm năm chín luôn rồi nè. Con bộ rốt của thằng kia mình, con bộ rốt của bên kia nó còn nguyên thanh hộ thể luôn, con bộ rốt của thằng bên kia nó còn thanh hộ thể luôn mà, còn mũ sắm còn hộ thể luôn.
À bây giờ em mới để ý luôn, team xanh phủ đầu team tâm linh nữa, anh Đào nói em mới thấy. Vãi thì anh Đào nói em mới thấy luôn á, phủ đầu tâm linh luôn kìa. Ồ, anh Đào nói em mới để ý luôn á, vãi à. Ừ, anh Đào nói em mới để ý luôn á, xíu tôi nữa quên luôn, bên dưới để đồng phủ đầu tâm linh nè. Vãi đạn thiệt. Để đồng phủ đầu tâm linh hay là quái nhân á, em thấy con Boros với lại con ấy nó hiện đồng phủ đầu kìa. À, để đồng phủ đầu tâm linh kìa. Hay nha. Để này để tối luôn hóa đam cho con năm đầu là con Moros à. Năm đầu chỉ thêm à. Đất V2 chơi lâu không anh em gon vòng quay Moros ra siêu. Đang có sự kiện 220 vé với đất V2 với siêu với sư Newbie. Em Newbie em nạp ít mà em quay được cái vòng quay con siêu. Em ron vòng quay Boros Siêu đang có sự kiện, em nạp ít mà em ron được vòng quay Siêu là em nạp ít dữ chưa. Thôi bây giờ em trả lời thành thật với anh đi, em nạp bao nhiêu chứ em nạp ít của em là mày, cái con số ít của em là bằng tổng nạp của mày, là bằng mày gấp 10 lần cái tổng nạp của anh bên HMC luôn rồi đó. Siêu thôi em ơi, nếu được thì cứ lấy Siêu chơi thôi, khỏi mình tách Sumaki đi. Nếu như mà em lấy vòng quay thì em lấy Siêu đủ chơi rồi. Chứ 12 vé em lấy được con Siêu kiểu gì? 12 vé được em lấy được con Siêu UR kiểu gì? Nếu như em lấy được con Siêu UR thì ngon, còn không lấy được thì lấy Tatsumaki V2. Hỏi SR chịu, còn mấy đứa này nói chuyện đau đầu quá. SR thì dẹp đi em ơi, SR nếu xìu, SR phải đi chung với Cobber mới mạnh lận. Lâu thiệt sự luôn á, má trời ơi tới lượt 10 luôn kìa. Ở mấy ông nội mà nó quýnh tới lượt 10 luôn kìa, mấy ông nội nó quýnh hòa luôn kìa. Hòa không? Hòa không? Ôi quýnh hòa luôn kìa, vãi cứt. Đỉnh 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 đỉnh, trời ơi má con Vlad mới có siêu thì kỹ mà nó quýnh thế này rồi.